chúng tôi đang ở Nissan trong Sài Gòn. Thì tôi đang đứng trước hai con Dao Ram màu trắng nha. Con này là một cầu số tự động, con này hai cầu số tự động. Thì hôm nay tôi sẽ so sánh cái sự khác biệt giữa hai con này. Về giá thì con này 669 triệu, con này là 815 triệu, lệch nhau khoảng 150 triệu đấy. Bây giờ tôi sẽ đi chi tiết từng con một, tôi sẽ đi chi tiết từng con. Tôi sẽ đi con một cầu trước, nhưng mà để hai con sát nhau thì các bác sẽ thấy cái sự khác biệt đầu tiên là cái cụm đèn. Con full option thì nó xài cái đèn này, đèn full led nha, có cái đèn led ban ngày ở đây. Đèn này là nó đèn cốt, cũng là đèn cốt và đèn pha nó đều là đèn led hết đấy, cho nên mới gọi là full led. Và cái đèn này có chế độ tự động bật tắt, trời sáng thì nó sẽ tự động tắt và trời tối nó sẽ tự động bật. Nói cụm đèn có một cầu này thì nó sử dụng đèn halogen thông thường thôi và cũng không có chế độ bật tắt tự động. Đấy, và điểm khác nhau nữa là các bác thấy con hai cầu nó sẽ có cái giá nắp bên trên, con một cầu này thì không có đâu. Đấy, nhìn đằng trước vô để hai con sát nhau thì các bác chỉ có thể nhìn thấy được cái sự khác nhau, một cái cụm đèn, hai là cái giá nắp thế thôi. Còn về cái khối động cơ với hai con này đều sử dụng động cơ dầu 2.5 tăng áp, 4 máy dầu tăng áp đơn, nhưng mà con 2.5 hai cầu số tự động người ta đã tinh chỉnh cái tăng áp lại cho ra công suất lớn hơn, đạt đến 188 mã lực, 450 Nm. Con bên này một cầu số tự động thì nó chỉ có là 161 mã lực, 403 Nm thôi. Đấy, cùng một động cơ, một công suất nha, cùng tăng áp luôn, nhưng mà tăng áp con bên này nó sẽ cho ra công suất lớn hơn. Và bây giờ tôi sẽ đi chi tiết cái con một cầu số tự động này trước. Đây, đèn thì vẫn là đèn halogen nha, đèn sương mù thì con nào cũng có hết. Và bên hông các bác sẽ thấy là cái mâm con một cầu số tự động này nó sẽ sử dụng cái mâm 16 và phanh trước là phanh đĩa. Đây, đèn chiếu hậu, cái kính chiếu hậu của nó được ốp chrome mà có tích hợp đèn báo rẽ. Kính này có điều khiển bằng điện, gập bằng điện hết nha. Đấy, một cái chi tiết xe, cái con bán tải mà tầm 600 triệu mà có tích hợp gập bằng điện là rất là ít xe có nha các bác. Các xe khác tôi thấy toàn gập cơ luôn à. Đấy, tay nắm cửa mạc rồi. Và phiên bản này thì không được trang bị cái giá nắp nha, nhưng mà cái bề bớt thì nó vẫn có. Thì con này chúng tôi đã gắn cái nắp thùng thấp cho khách hàng, và giá của cái nắp này là 23 triệu. Đây, phanh cái mâm sau thì nó vẫn giống cái mâm trước, đều kích thước 16 hết nha, hình dáng giống nhau, chất liệu giống nhau, nhưng mà cái phanh đằng sau này người ta sử dụng cái phanh tăng trống. Cả cái con bản full cũng vậy luôn, tại vì phanh này người ta mới chịu lực được. Nhưng mà cái điểm khác nhau đây nè, với này nè, là con một cầu số tự động này nó xài cái hệ thống treo đa liên kết, nó không xài nhíp như những con khác nha. Đây là con bán tải duy nhất mà sử dụng hệ thống treo đa liên kết, thì nó sẽ êm hơn những con bán tải khác chắc chắn luôn. Đấy, thì bác nào muốn đi xe gia đình đấy, đi gia đình mà đi trong phố này kia thì mua con AL là quá hợp lý, tại vì nó êm. Đấy, đi gia đình đi xe phải sử dụng hệ thống treo này nó mới êm được, xài nhíp thì nó sốc lắm các bác. Thì cái hệ thống treo này đó cũng là cái lý do mà khách hàng người ta mua Navara AL. Đấy, 80% nha, 80% cái doanh số bán ra của Navara thì hết 80% là mua AL rồi, chỉ có 20% là người ta đi mua VL thôi, là bởi vì cái hệ thống treo này đấy. Đó, điểm đặc biệt của nó là đó. Và bây giờ tôi sẽ vô cái nội thất cho các bác. Trời nắng quá nên tôi hơi nhăn mặt xíu cho các bác. Ghế con này chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi, và nó có cái cửa dựa, cái cửa gió phía sau. Và đặc biệt là cái hệ thống máy lạnh của Navara làm lạnh cực nhanh nha các bác, 2 phút thôi là lạnh hết cả xe, đảm bảo nha. Rất rộng nha, cái ghế bên tài là chúng tôi đã điều chỉnh để phù hợp cho người lái rồi đó. Và cái khoảng để chân các bác thấy rộng, cực kỳ rộng. Và cái độ tựa lưng này nè là thuộc hàng là lớn nhất nha, nó chỉ thua con Triton này. Triton là cái con mà có cái độ ngã lưng là lớn nhất trong các xe bán tải, và sau đó là Navara. Và tất nhiên là mấy ông xe Mỹ thì không thể nào mà ngồi thoải mái được như mấy ông xe Nhật này được. Đấy, đây phụ khu vực táp lô. Con này vô lăng không có phím bấm gì nhá, và nó vẫn sử dụng khởi động bằng chìa khóa. Chìa khóa của nó đây các bác, nó sử dụng chìa khóa nha. Đấy, này vẫn là CD thôi nhá. Điều hòa thì điều hòa bình thường một vùng thôi, chứ không có hai vùng độc lập gì hết. Nhưng mà hộp số là hộp số tự động 7 cấp. Đấy, táp lô rất là đơn giản. Và con này nó sử dụng đằng trước nó có hai túi khí nha. Mà một số cái công nghệ an toàn mà trên cái bảng AL này nó có, đó là nó sử dụng hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử OBD, rồi phanh khẩn cấp PA. Đấy, nó chỉ được trang bị những cái công nghệ cơ bản như thế thôi. Còn những công nghệ cao cấp hơn thì phải lên bảng VL.
đấy. Tôi nhắc lại một lần nữa nè, ghế con này cơ bản nè, con này không có nâng cấp độ độ thêm cái gì hết nha, chỉ gắn mỗi cái nắp thùng. Ghế thì vẫn là ghế nỉ, vô lăng trống trơn không có gì hết nha. Cái chìa khóa vẫn là xài chìa. Đây vẫn là CD thôi. Điều hòa bình thường, không có hai vòng độc lập, hộp số tự động. Rồi, lát nữa tôi sẽ qua cái con hai cầu, các bác thấy sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Đây là con hai cầu nha các bác. Nhìn vô này các bác thấy có cái chữ 4WD liền nè. Đấy, 4WD là hai cầu, con này hai cầu, con bên một cầu nè, một cầu và hai cầu nè. Một số cái công nghệ mà chỉ có hai cầu nó mới có nè. Cân bằng điện tử nè, kiểm soát trượt chủ động nè, khởi hành ngang dốc nè và hỗ trợ đổ đèo. Nó còn một số cái công nghệ nữa. Các bác đọc catalog sẽ hay hơn. Tôi chỉ nói bên ngoài cái nào các bác thấy được thôi. Đây. Đây là cái lốc thùng zin của cái xe của mình. Đây là cái lốc thùng zin của cái xe của mình nha. Tất cả các phiên bản nó đều có cái lốc thùng như thế này. Đóng dấu có cái chữ Nissan rất đẹp, 4 cái móc rất đầy đủ. Và khả năng chở tải của cái con AVL của mình thì nó chỉ có 650 thôi nha. Nhẹ hơn rất nhiều so với những con khác. So với những con như Ford, tất cả các phiên bản Colorado cũng vậy, Triton cũng vậy, những con kia chở tải rất tốt. Nhưng mà Navara thì thực tế là nó chở tải không bằng. Nhưng mà bù lại thì nó êm hơn những con khác. Nó đánh đổi tại vì nó chở không được nhiều cho nên nó êm thôi các bác. Thì con này vẫn sử dụng hệ thống treo của nó vẫn xài nhíp nha. Đó, hồi nãy các bác thấy con AL bên kia á, là nó xài hệ thống treo đa liên kết. Nó không có mấy cái nhíp lá này đâu, nhưng con này xài nhíp này. Đấy. Rồi. Đấy, các bác nhìn lại cái mâm của con VL này là mâm 18 nha. Phanh sau nó vẫn là phanh trống này để chịu lực nè. Đó, chứ phanh đĩa chịu lực không nổi đâu các bác. Đấy, cái con này đặc biệt cái nữa là cả cái mâm sơ cua của nó giống y như này, năm cái mâm giống y luôn. Đó. Rồi, vô nội thất các bác. Đây các bác thấy à, ghế là ghế da nha. Con bên kia ghế nỉ nhưng con này ghế da zin nha, chúng tôi không có độ gì đâu, vẫn có cửa gió phía sau. Để tôi ngồi cho các bác thấy cái độ rộng của con này. Kích thước thì một cầu với hai cầu nó giống nhau nha. Đây này. Đấy các bác. Đằng trước là chưa đẩy tới đấy nha. Đấy, tôi cao 1m72 vẫn còn rất rộng, bây giờ tôi ngồi vậy cũng được nữa. Đó. Và các bác thấy cái độ rộng trên đầu tôi cũng rất là lớn. Đấy, các bác thấy cái độ ngửa lưng của tụi tôi không? Rồi rất là thoải mái. Đấy, Navara đó. Họ cái nhà máy họ đã rất là tươm tất cho dành cho cái hàng ghế thứ hai. Đây, có cửa gió cho người ngồi phía thứ hai nè, có cửa gió phía sau nè. Khoảng cách để chân và khoảng đầu rất là rộng. Đấy. Và cái độ tựa lưng nè, cái độ ngã lưng á cũng rất là sâu. Đấy, rất là đàng hoàng. Thường xe bán tải người ta sẽ tập trung đến cái khu vực hàng ghế lái hơn. Tôi sẽ lên phía trên. Rồi. Vậy các bác thấy nè, cái vô lăng này, thứ nhất là cái vô lăng này nó được may bằng da nhá. May bằng da. Đây nó có những cái đường chỉ và tích hợp rất nhiều phím bấm. Con bên kia hồi nãy các bác thấy không có phím bấm gì cả, nhưng con này có phím bấm nè. Điều khiển hai cái màn hình này luôn. Và một số cái tính năng nữa như cruise control và đàm thoại rảnh tay có hết trên này nè. Đấy, đây là con này sẽ sử dụng cái xe bán tải duy nhất mà sử dụng cái khởi động bằng start stop nút bấm nha. Đây là chìa khóa của nó này các bác. Đấy, con bán tải duy nhất nha. Con khác là không có con nào mà xài nút bấm, nó xài chìa hết đấy. Rồi đây các bác thấy một điểm khác nhau nữa nè, là cái màn hình. Con bên kia là cái CD nha, con này á nó là màn hình, không phải là màn hình cảm ứng, màn hình cơ thôi, nó hiển thị được. Các bác bỏ đĩa ở đây xài được nè. Nhưng mà cái màn hình này nó cho ra một cái chất âm cực kỳ hay luôn. Xe có 6 cái loa, con AL cũng có 6 cái loa nha. Ra một cái chất âm cực kỳ trong luôn. Hôm trước tôi có một cái khách hàng đi BMW mà vô nghe cái loa của con AL thôi. AL/VL loa giống nhau các bác. Thì họ đã ngạc nhiên bởi vì một cái xe tầm 600 triệu mà cho ra một cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Tôi có một cái video test cái loa của Navara đó ở trên đó, tôi sẽ để cái link cho các bác tham khảo. Đấy, và điều hòa là điều hòa hai vùng độc lập nha các bác. Con một cầu thì nó chỉ có điều hòa một vùng thôi. Đấy, đây là cái điểm khác biệt nè. Các bác thấy ở đây có cái núm chuyển cầu, tại vì xe mình là hai cầu nha. Gài cầu điện tử nha các bác, vừa chạy, đang chạy vẫn gài cầu bình thường, chỉ có gài hai cầu chậm thì mình mới phải đứng lại thôi. Đây có khóa vi sai cầu sau nè. Cái nút này là hỗ trợ đổ đèo nè. Đấy, hộp số thì giống nhau, đều là 7 cấp hết. Đó, gương là gương chiếu động chống chói nè, có cái bản đồ la bàn ở đây, la bàn chứ không phải bản đồ nha. Đấy.
Đấy, điểm khác nhau nè, tôi thống kê lại nè. Vô lăng nè, bọc da đàng hoàng. Con bên kia nó bọc cái chất liệu gì chứ không phải da nha. Có phím bấm nè, có khởi động và nút bấm nè. Màn hình con này cũng khác nè. Đấy, ra điều hòa nó, điều hòa hai vùng độc lập nè. Rồi cái có thêm cái chế độ gài cầu, mấy cái chế độ gài cầu điện tử ở đây nữa. Nó chỉ giống nhau mỗi cái là nó vẫn sử dụng cái hộp số 7 cấp thôi, còn lại những cái phần trên này là nó khác nhau nha, công nghệ nó khác nhau nữa. Đấy, một số công nghệ thì các bác cứ đọc catalog nha. Rồi, bây giờ mình ra bên ngoài tôi sẽ nói một vài thứ về chương trình giá cả nữa nha. Tôi đổ mồ hôi xíu nha các bác, mặt thì không thể cười nhiều được tại vì nắng quá. Thì về chương trình khuyến mãi hiện tại đối với dòng xe AL bên này và dòng xe VL thì cả hai dòng xe đều được giảm giá tiền mặt là 25 triệu, hoặc là 25 triệu đó quy đổi ra phụ kiện. Đấy, phụ kiện thì chúng tôi sẽ quy đổi ra được là 7 món. 7 món đó bao gồm nè, bọc da ghế nè, phím bấm trên vô lăng nè, màn hình nè, lót sàn Simili, dán phim cách nhiệt, ốp tay nắm cửa và bè che mưa. Đó là 7 món. 7 món đó là chỉ dành cho con AL nha, một cầu số tự động. Còn nếu mà hai cầu số tự động thì các bác không cần tới 7 món đâu, chỉ cần 3-4 món là đủ rồi. Thì bên tôi hỗ trợ giao xe đến toàn quốc, hỗ trợ vay vốn trả góp lên đến 80%, hồ sơ khó chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ được. Đấy, các bác nào cần hỗ trợ thông tin cứ alo đến cái số hotline nha, trên tiêu đề tôi có để. Đấy, kho chúng tôi có đủ xe, đủ màu nha. Giao ngay, các bác cái alo đến cái số trên tiêu đề sẽ được tư vấn chi tiết hơn. Tôi tên Tính nha, tôi công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Xin cảm ơn các bác.